Ngày 14 tháng 8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an huyện Nhân Trạch đang tạm giữ để điều tra một nhóm đối tượng có hành vi gian lận bảo hiểm xã hội. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 11 tháng 8 năm 2023, Công an nhận được tin báo của người dân tại Bảo hiểm xã hội huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai về việc có một số đối tượng nghi vấn sử dụng giấy tờ giả để trục lợi tiền bảo hiểm xã hội. Qua kiểm tra, Công an phát hiện bắt giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Bá Thành, sinh năm 1996, thường trú xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa; Vũ Văn Hoang, sinh năm 1990, thường trú xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; Phan Thị Giang, sinh năm 1995, thường trú xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai; và Nguyễn Văn Quyền, sinh năm 1998, thường trú xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, đang thực hiện hành vi gian lận trong nhận tiền bảo hiểm, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Quá trình làm việc, 4 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.